2019 tại các công viên lớn, tổ chức hội hoa xuân tại công viên Tàu Đàn trong thời gian là 12 ngày, từ ngày 30 tháng Giêng cho đến 12 tháng 2 năm 2019. Trong khi đó thì chợ hoa Tết sẽ tổ chức tại công viên 23 tháng 9, công viên Gia Định và công viên Lê Văn Tám, từ ngày 28 tháng Giêng đến 12 giờ trưa ngày 4 tây tháng 2. Chợ hoa Tết tại công viên 23 tháng 9 là một công viên nằm trong trung tâm thành phố. Hiện tại thì công viên nằm giữa hai con đường, đó là đường Lê Lai và đường Hoàng Vũ Lão. Công viên trải dài từ công trường Quách Thị Trang cho đến chợ Nguyễn Thái Bình, nằm trên đường Nguyễn Trãi. Công viên 23 tháng 9 có hai khu phân biệt, đó là khu A và khu B, tập trung mua bán các loại cây hoa kiển cao cấp bố trí xung quanh mặt tiền công viên dọc theo các trục đường chính bên trong công viên. Còn khu vực bãi giữ xe ô tô và gắn máy nằm trên đường Lê Lai dọc công viên, được sử dụng làm bãi giữ xe phục vụ cho chợ hoa. Và hiện tại thì giá giữ xe, nếu anh chị mà đi gửi mà những cái bãi giữ xe mà có các bạn mà của thanh niên xung phong á, thì nếu buổi sáng của mình á, từ sáng cho đến khoảng 6 giờ chiều thì giá nó là 5.000-6.000 gì á. Còn nếu mà buổi chiều từ 6 giờ cho chở đi cho đến khuya hoặc là ngày hôm sau á, thì giá là 8.000. Và mình đã thấy là hôm trước mình gửi á, thì nó gửi ở khu mà khu vực ăn uống mà tầng hầm á, chỗ Asia, thì các anh chị nên gửi ở đó. Và nha, cũng được biết có một số thông tin như thế này là tại khu các nhân người dân người ta đổ lên đây mà người ta bán thì người ta thuê giá lô tại công viên thì giá nó dao động từ 2.5 triệu cho đến 3 triệu đồng một lô. Trong lúc nghe cho các anh chị biết thông tin về khu vực của công viên 23 tháng 9, tại vì công viên 23 tháng 9 bây giờ nó có sự thay đổi so với lúc trước, và nghe cũng có ghi hình và thấy được là có những anh này đang tỉa mai. Và nghe có một số thông tin về các anh đi nhà vườn ở đây. Ủa vậy anh là ở dưới, ở trên Bình Dương xuống hả? Mấy này đúng là mười mấy năm. Chứ lại ngay chỗ kia là anh ghép hay là anh ấy đó lại? Ghép rồi. Chứ không phải là
anh chị đi tham quan cái khu vực này là chuyên về có hai món lợi chính, đó là cây mai và cây tắc, và có những cái cây kiểu mà về trái như cái cây mai, cây tắc và cây bưởi, và một số về cái đào thôi, nhưng đào ở đây người ta không có bán nhiều, nhưng do đó ha, sẽ dẫn các anh chị đi tham quan ba cái loại chính ở cái khu vực này. Mình sẽ còn một cái khu vực A nữa, ở khu vực này là khu vực B, do đó mình sẽ còn những cái hình dưới tiếp theo. Và khi các anh chị quan sát những cái cây mai này là có một cái dáng rất là đặc biệt, hình dáng của nó không như bình thường, họ tạo thành giống như những cái tiểu cảnh. Và đôi khi có một số cây mai mà các anh chị sẽ thấy nó giống như là cái cây bonsai luôn, hình dáng y chang như thế. Và họ trưng bày ví dụ như dưới gốc mai thì họ sẽ có thể là họ trưng bày giống như hòn non bộ ở trong đó vậy. Và Nga sẽ cho các anh chị quan sát kỹ, ở đây là cái khu vực mai là chính, và những cái cây mai nhỏ mà các anh chị thấy đó, những cây đó là tầm khoảng 3,5 triệu. Và những cái loại trái cây, cây á, để chân á, là ở khu vực này. Và các anh chị thấy đây có hai cây sứ, theo mình nghĩ là cái cây này là nuôi rất là lâu lắm. Và hình dáng, tại vì cây sứ sau này họ chủ yếu là họ cho cái gốc rễ bự và phình to là chính, thì tạo ra cái dáng nó mới đẹp. Và cái loại sứ này cái màu nó rất là sặc sỡ. Và Nga thấy có cả luôn cả giống như là cây ổi nữa, họ lấy cái gốc ổi mà họ ghép nữa. Ở đây là phía khu B nha các anh chị.
sẽ mềm hơn một chút. Và bây giờ mình dẫn các anh chị đến cái khu vực và người ta để những cái hoa cúc. Các anh chị thấy đây là những cái chậu cúc đài đoán, và người ta trồng trong những cái chậu bự. Và Nga cũng có hỏi thì nhà vườn người ta cho biết là cái này người ta bán theo cặp, và một cặp này giá ở khu vực này thì họ bán là 1,2 triệu một cặp. Và hoa vào thời điểm này rất còn tươi và đẹp, vì nó mới vừa lên hồi hôm qua. Tối qua thì xe, những cái xe tải người ta chở hoa lên khu vực này rất là tấp nập. Không có giống nhau, cái nơi nào mà càng đơn giản thì cái giá nó sẽ mềm hơn. Còn nếu như người ta đặt vào những cái chậu hình con này con kia thì cái giá nó sẽ cao hơn. Và các anh chị biết là ở đây rất là nhiều, còn tùy thuộc vào là cái loại quả tắc là lớn hay nhỏ. Nếu như quả tắc lớn thì với một cái giá khác, mà quả tắc nhỏ thì là một cái giá khác. Và khi thì người ta cũng cho biết thì cái cô mà nhà vườn á, cô là từ ở dưới Bến Tre bên đây, thì cái quầy tắc của cổ bán á, thì cô cũng cho người biết là khoảng dao động là khoảng 300.000 một chậu, tại vì cái của cổ là cái giống nhỏ. Và khi đến đây thì nó dần qua bên kia thì Nga thấy năm nay có một loại trái cây chung mới, đó là bưởi.
con? Lúc này nó khoảng 8 triệu. 8 triệu. Còn nó hai cái đậm cái lời. Có anh cho em hỏi là ở ngoài Hà Nội có cái cây mai mà thấy làm chi nó ghi là mai mai Hà Nội. Cái mai nó giống như cây đào vậy mà cái lá nó cứng giống như cây mai. Nụ nụ nó bự hơn cây mai. Đấy là cái dòng đào 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 tiến vua ấy. Vậy mà là mai đâu, em nghĩ không phải mai đâu, nó y đào. Nó gọi là mai đấy nhưng mà nó là cái dòng đào tiến vua. Dạ. Hoa nó to. Dạ. Lá nó cứng.
giá này không biết nhiều sao báo. Cái này là 1.2 triệu, 1.4 triệu đó chị. Triệu hai. Các anh chị thử xem những cái phim tiếp theo thì các anh chị sẽ thấy là nhà sử dụng các anh chị qua khu vực B. Và khu vực B này rất là đẹp, nhiều loại mới lạ, và các anh chị sẽ khám phá là có nhiều điều mới ở đây. Nhà sẽ bật mí vào cái thước phim kế tiếp và các anh chị xin mời đón xem nha.